kỳ khổng lồ ở đảo Trường Sa bị Google Maps bôi trắng khiến dân tình phẫn nộ đánh giá 1 sao. Mới đây, một sự việc được phát hiện làm nhân dân Việt Nam không khỏi bức xúc khi hình quốc kỳ khổng lồ được làm bằng gốm sứ ở Trường Sa đã bị Google bôi trắng và không thể nhìn thấy từ ảnh vệ tinh. Quốc kỳ làm bằng gốm có diện tích lên đến 310m², được các cán bộ chiến sĩ và bà con nhân dân trên đảo Trường Sa ròng rã thực hiện suốt 2 tháng liền trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, khi thì nắng gắt, lúc là những trận mưa rào xối xả. Lá cờ thiêng liêng khổng lồ nặng đến 3,5 tấn đặt trên mái tòa nhà hội trường là một tác phẩm đầy ý nghĩa để khẳng định chủ quyền biển đảo, nhất là khi đang xảy ra nhiều tranh chấp với Trung Quốc. Thế nhưng mới đây khi tìm kiếm tọa độ 8 độ 38 phút 38,9 giây Bắc, 111 độ 55 phút 9,7 giây Đông trên ứng dụng bản đồ Google Maps thì chúng ta không thể nhìn thấy hình quốc kỳ Việt Nam. Dường như ứng dụng này đã cố tình bôi trắng lá cờ thiêng liêng mà bà con và nhân dân đảo Trường Sa đã ngày đêm tạo nên nó để bảo vệ chủ quyền. Bỏ qua ứng dụng Google Maps, người dùng sử dụng iPhone và truy cập vào ứng dụng bản đồ của Apple thì vẫn nhìn thấy ảnh vệ tinh có hình quốc kỳ Việt Nam nét căng, khác hẳn hình ảnh mà Google Maps đã cung cấp bên trên. Chính vì sự khó hiểu này đã khiến cộng đồng mạng Việt Nam vô cùng bất bình và phẫn nộ. Ngay lập tức, mọi người đã đổ xô nhau vào báo cáo, tẩy chay và đánh giá 1 sao cho ứng dụng Google Maps. Hiện sự việc vẫn đang được dân tình quan tâm và bàn tán xôn xao trên khắp các diễn đàn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh Official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé!